Bước khởi đầu thành công ở giải ngoại hạng Anh mùa này cho thấy Liverpool của ông Jurgen Klopp đã khác xa với chính họ trong thời gian này năm ngoái. Tuy còn khá sớm, vẫn phải khẳng định, Liverpool đang trở lại như một thế lực lớn. Mùa trước, Liverpool chỉ thắng một trong bốn trận đầu tiên ở giải ngoại hạng Anh, có lúc đã rơi xuống tận vị trí thứ 16 trong giai đoạn ấy. Đấy là cú khởi đầu bết bát nhất kể từ khi huấn luyện viên Jurgen Klopp xuất hiện, và đấy không phải là chuyện phong độ nhất thời. Chỉ kết thúc mùa bóng ở vị trí số 5 chung cuộc, Liverpool bất đắc dĩ phải làm khán giả cho trận địa Champions League mùa này. Đây cũng là vị trí chung cuộc thấp nhất kể từ khi Klopp dẫn dắt Liverpool chọn mùa bóng. Vì sao thất bại? Klopp thừa nhận sai lầm của chính mình, hoặc ít ra cũng xem chính ông là một phần nguyên nhân thất bại, không có sự chuẩn bị hợp lý trước giải. Liverpool đi đá giao hữu ở xa, vào những thời điểm mà đáng lẽ việc chuẩn bị về chuyên môn phải được xem là ưu tiên một, dù đấu với mục đích thương mại và phản thể thao là việc không thể né tránh trong bóng đá đỉnh cao. Vấn đề là phải tính toán, xếp lịch sao cho hợp lý. Đấy là vấn đề quan trọng đã được thay đổi trong mùa hè vừa qua. Và bây giờ, Liverpool đang có bước khởi đầu rất thành công ở mùa bóng mới. Thắng 3, hòa 1 ở giải ngoại hạng trước khi bóng đá tầm câu lạc bộ tạm ngưng để nhường chỗ cho các loạt trận quốc tế, Liverpool có thể yên tâm rà soát, tự vi chỉnh chính mình trước giai đoạn tiếp theo. Liverpool không chỉ thành công bước đầu về mặt kết quả, họ còn lột xác từ đội hình ra sân cho đến tinh thần thi đấu. Trận thắng nhà giàu mới Newcastle đã được bình chọn là một trong những trận thắng hay nhất của Liverpool thời Klopp. Thua trước trên sân đối phương, trong hoàn cảnh trung vệ Virgil van Dijk bị đuổi từ giữa hiệp 1, Liverpool vẫn xuất sắc lật ngược tình thế bằng hai bàn muộn màng của cầu thủ dự bị Darwin Núñez. Rồi Liverpool thắng dễ 3-0 trước ngựa ô Aston Villa ở vòng kế tiếp. Trong trận duy nhất không thắng, Liverpool hòa 1-1 trên sân Chelsea. Nhà vô địch Manchester City đang thắng tuyệt đối kể từ đầu mùa, là đội duy nhất nhiều điểm hơn Liverpool ở thời điểm này. Trên lý thuyết, tiền vệ luôn là khu vực cuối cùng người ta có thể đề cập khi bàn về những cái hay của Liverpool thời Klopp. Mùa này khác hẳn, tiền vệ Liverpool đang chơi rất hay, công thủ toàn diện, với nhân sự gồm toàn những gương mặt mới. Alexis McAllister và Dominic Szoboszlai đều mới gia nhập Liverpool trong mùa chuyển nhượng vừa qua. Wataru Endo chỉ mới hoàn tất hợp đồng cách đây 2 tuần. Thâm niên nhất là Cody Gakpo vừa đến Liverpool hồi đầu năm, tức giữa mùa trước. Họ đang làm chủ hàng tiền vệ Liverpool, và đây là chi tiết đã được Klopp chuẩn bị kỹ. Sớm ổn định nhân sự, Klopp đưa ngay Szoboszlai và McAllister vào chuyến tập huấn tại Đức và thường xuyên sử dụng trong các trận giao hữu. Bây giờ, họ luôn đá chính trong 4 vòng đấu vừa qua, cứ như đấy đã là những trụ cột tại sân Anfield từ lâu lắm rồi. Sẽ còn nhiều điều hay ho và mới lạ nữa, khi Liverpool lấy lại uy thế trong giai đoạn tiếp theo ở ngoại hạng Anh.